Để hiểu một con người đôi khi phải đi hết cả một đời. Để biết về một con người không chỉ dựa vào mắt thấy tai nghe. Để khiến một người chia sẻ về mình, nhiều khi phải cần đến cả một cơ duyên. Và có thể coi cuộc gặp gỡ với ông Nguyễn Đức Cây, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc con trai SIM HOD là một cơ duyên để ngược đường, ngược thời gian, trở về không gian xưa, rồi nay và xa hơn nữa. Sinh ra và lớn lên tại vùng đất địa linh nhân kiệt Chí Linh, Hải Dương, ông Nguyễn Đức Cây kể về gia tộc của mình với đầy vẻ tự hào. Dù đã trải qua bao biến động của thời cuộc, trên cái nền đất xưa cũ ấy, ông Cây vẫn luôn giữ gìn mảnh đất Hương Hòa, mang hồn cốt tinh thần của một dòng họ, một nơi chốn để về. Sinh trưởng trong một gia đình ba đời không biết chữ, với nhiều người đây là một điều không dễ nói ra. Thế nhưng với ông Nguyễn Đức Cây, đây lại là một hành trang đặc biệt dẫn bước vào đời. Ngay từ khi còn nhỏ, ông nội và bố ông đã sớm ý thức được việc cho con cái theo nghiệp học chữ để đổi đời. Tuy nhiên người được chọn khi ấy không phải là ông Cây. Học tới năm lớp 7 phải bỏ giờ chừng. Dẫu vậy với nghị lực và khát vọng tuổi trẻ, chàng trai trẻ khi đó đã tranh thủ thời gian tự học cho mình. Từ học bạn bè cho đến các khóa học ngắn hạn, dài hạn. Năm 23 tuổi, sau 5 năm nếm trải bom đạn nơi huyết mạch giao thông, ông Nguyễn Đức Cây đã được Đảng và Nhà nước lựa chọn sang tiệp khác học tập. Cũng từ đây, cánh cửa cuộc đời mới mở ra với ông Cây với những thử thách và những ngã rẽ. Trở về nước sau một thời gian dài học tập và làm việc tại tiệp khắc, Nguyễn Đức Cây trở thành giáo viên trường cao đẳng cơ giới Chí Linh, Hải Dương và được bầu làm bí thư đoàn trường. Năm 1982, ông Cây được điều động về làm bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch công đoàn công ty cơ giới 14, xây dựng nhà máy Apatit Lào Cai. Sau 2 năm rèn luyện ở nơi này, ông lại được cử đi học ở trường Nguyễn Ái Quốc, vinh dự là học viên khóa 1 và tốt nghiệp xuất sắc. Thêm một bước ngoặt nữa, khi ông được phân công về Vinaconex làm trưởng ban tổ chức của công ty Praha, Cộng hòa Séc. Ngày đông Âu tan rã, mặc dù biết rằng ở lại sẽ thuận lợi hơn nhiều, nhưng ông chọn trở về quê hương theo tiếng gọi Ái Quốc và làm việc tại Cochesin Holding. Những dấu mốc điểm lại thôi đã thấy cuộc đời của một con người với những nốt thăng trầm, biến cố. Ông nhận ra con đường trở thành một doanh nhân dường như đã được định sẵn ngay cả trong khi ông chưa có khái niệm về nó. Những cuộc thử sức với nghề giáo, hoạt động chính trị, những lĩnh vực khác ở những nơi khác nhau, để cuối cùng là tìm câu trả lời cho cuộc đời. Mình cần phải làm gì? Mình thuộc về đâu? Và cũng chính những lối rẽ của cuộc đời ấy đã tạo nên doanh nhân Nguyễn Đức Cây ngày hôm nay. Bằng tố chất ham học hỏi, thích sự khám phá và khẳng định của con người Chí Linh, cùng tài năng, kiến thức, sự nhạy bén của người lãnh đạo đã giúp ông tìm ra chính mình. Giai đoạn 1997-1998, thị trường bất động sản đầy những khó khăn, nhưng ông Cây đã mạnh dạn đề xuất hướng kinh doanh mới cho con trai SIM Holding, cạnh tranh với tên tuổi đầy thanh thế như HUD, Vinaconex. Dự án đầu tiên ông đặt cược ở làng Ngọc Khánh, Hà Nội. Sự thành công của dự án này kéo theo những dự án lớn hơn, nối tiếp, đem lại thương hiệu Cochesim Holding như hiện nay. Và doanh nhân Nguyễn Đức Cây trở thành cái tên cột tiếng trong giới bất động sản. Trong vòng 5 năm, từ số vốn khởi đầu 5 tỷ đồng, Cochesim Holding trở thành ông lớn của bất động sản với số vốn lên tới hàng trăm tỷ đồng. Ông Cây quan niệm, số phận con người là do chính mình tạo ra. Nếu như ông đã từng đặt cược vào dự án đầu tiên khi tham gia thị trường bất động sản, thì một lần nữa, ông tiếp tục đặt cược với chính mình qua 2 dự án để ghi lại dấu ấn bản thân và thương hiệu của doanh nghiệp. Một dự án có quy mô đầu tư 1.000 tỷ đồng ở Hà Nội, dự án còn lại là đầu tư khu đô thị mới tại quê nhà, mang tên khu đô thị mới Mật Sơn, Hải Dương. Có thể nói, để đầu tư một dự án hiện tại tại thung lũng không hề đơn giản. Thế nhưng từ mảnh đất Chí Linh này, ông Cây đã ra đi và lập nghiệp ở Hà Nội. Bước chân ông đi qua bao nhiêu đất nước, bao nhiêu vùng đất, nhưng cuối cùng thì ông lựa chọn trở về mảnh đất Hương Hòa theo cách riêng của mình. Với ông, đó không chỉ là niềm vui mà còn là tự hào của một người con xa xứ nay được trở về cùng thành công và hoài bão để phát triển quê hương lên tầm cao mới. Cuộc sống như một dòng chảy bất tận, có những lối rẽ bất ngờ, nhưng người doanh nhân ấy luôn tính toán mỗi bước đi của mình với nguyên tắc không hề thay đổi, làm sao để vinh danh gia tộc và trở thành tấm gương xứng đáng cho con cháu. Ông đã tạo nên một thương hiệu mạnh có Cochesim Holding và cũng đang tạo nên một mái nhà, nơi có những thế hệ doanh nhân nối tiếp.